Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Trung Quốc nổi khủng khi Nga phóng tên lửa nhấn chìm hai tàu hải giám của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam, thưa quý vị. Theo tờ báo Moskva của Nga, hôm qua, tại một khu vực ở Biển Đông, một tàu chiến thuộc hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương của Nga đã xảy ra xung đột với hai tàu hải giám của phía Trung Quốc, đụng độ leo thang đỉnh điểm buộc tàu chiến của Nga đã phóng tên lửa và nhấn chìm hai tàu hải giám của Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, hải quân của Nga liên tục bị nhóm tàu hung dữ của Trung Quốc đe dọa khi tàu của Nga đi qua khu vực Biển Đông. Xung đột ngày càng leo thang khi hôm qua, một tàu chiến mang tên lửa của Nga đã đi qua Biển Đông, nơi giáp danh với các hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã điều động hai tàu hải giám lao ra để hăm dọa, nhưng không ngờ tàu chiến của Nga đã chiến luôn chứ không nhường nhịn. Được biết, hai tàu hải giám của phía Trung Quốc chưa kịp phát đi thông báo xua đuổi thì hạm đội phương Bắc của Nga đã cho phóng tên lửa và bắn trúng hai tàu hải giám của phía Trung Quốc và làm cho nó bốc cháy dữ dội, được khoảng một lúc thì chìm xuống Biển Đông. Theo một vị chỉ huy trên con tàu chiến thuộc hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, tàu chiến của Nga rất uy lực và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đáp trả nếu như có sự nguy hiểm đến với con tàu của chúng tôi, thưa quý vị. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Cảnh Sảnh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa cho biết phía Trung Quốc đang tức giận và đang nổi khủng vì hai tàu hải giám của phía Trung Quốc đã bị tàu chiến của Nga phóng tên lửa, bắn hạ và nhấn chìm ngoài Biển Đông. Phía Trung Quốc tuyên bố rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ, thậm chí có thể điều máy bay ném bom để thả xuống tàu chiến của Nga, làm cho tàu chiến Nga chìm xuống Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố không đội trời chung với cả Nga vì cho rằng hành động của tàu Nga khi bắn chìm hai tàu hải giám của Trung Quốc là không thể nào chấp nhận được và chính nó đã đẩy quan hệ giữa hai nước đi đến bờ vực thẳm. Hành động của Nga được cho là gây chiến và sẵn sàng dẫn đến một cuộc chiến tranh trên Biển Đông giữa Nga và Trung Quốc, thưa quý vị. Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông, mà nguyên nhân cốt lõi chính là do sự tham vọng của chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập muốn tham vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới vào năm 2050. Nhưng nếu đi bằng đúng thực lực, cũng như nội lực của chính mình, thì điều đó thật là đáng khen ngợi và được cả cộng đồng thế giới ngưỡng mộ, cũng như ủng hộ. Nhưng trên thực tế, nó rất trớ trêu khi chính quyền ông Tập đi lên bằng việc vạch ra những âm mưu, những thủ đoạn, bằng việc đi xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ của các nước láng giềng. Và chính quyền ông Tập Cận Bình luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, muốn chiếm Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh, bằng cách tự vẽ ra con đường lưỡi bò và cũng tự thừa nhận tất cả các vùng biển thuộc trong bản đồ đường lưỡi bò là của Trung Quốc. Tình hình xung đột càng đẩy lên căng thẳng khi gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hoàng còn tuyên bố với cả thế giới rằng tất cả những hòn đảo, quần đảo lớn bé trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Nhưng trên thế giới lại xuất hiện một nước, cũng như xuất hiện một vị lãnh đạo dám đối đầu với cả phía Trung Quốc, dám đập tan âm mưu xâm lược của phía Trung Quốc, đó không ai khác chính là Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ. Thưa quý vị, trong thời gian dài vừa qua, các bạn cũng đã biết Trung Quốc đã bị chính quyền Tổng thống ông Joe Biden của Hoa Kỳ đánh cho tơi bời vì tội đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và gian lận trong thương mại. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã mạnh tay trừng trị Trung Quốc, trừng trị ông Tập Cận Bình khi liên tiếp tung ra các đòn áp thuế suất, khiến kinh tế Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vòng 30 năm vừa qua. Tổng thống Joe Biden đã giáng một đòn quá đầu lên giới chức của Trung Quốc, cũng như là chính quyền ông Tập Cận Bình khi liên tục gây ra sức ép trên tất cả các mặt trận, từ kinh tế, thương mại cho đến vấn đề về Biển Đông, Đài Loan và Hồng Kông. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, thời kỳ hoàng kim của ông Tập Cận Bình đã đến hồi kết thúc, đã không còn sáng sủa khi thế giới liên tục ra tay cô lập và tẩy chay Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden của Mỹ hay Tổng thống Putin của Nga, cũng như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Liên minh châu UEU, Anh, Đức, Hà Lan và bây giờ là Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều chống lại phía Trung Quốc và cô lập Trung Quốc. Không có một nước nào trên thế giới muốn thân với cả phía Trung Quốc, bởi vì họ nhận ra rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình rất nham hiểm, cũng như là không đáng tin cậy, bởi vì trong thời gian vừa qua, họ đã mất lòng tin với cả cộng đồng quốc tế khi liên tục điều các nhóm tàu vào Biển Đông để xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, thưa quý vị. Theo các nhà quan sát cho biết, trái ngược lại với Trung Quốc thì Việt Nam của chúng ta luôn được các nước trên thế giới ủng hộ và bảo vệ. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi trong thời gian vừa qua, Mỹ và các nước nói trên liên tục điều các tàu chiến xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để dằn mặt Trung Quốc, cũng như là ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của phía Trung Quốc. Cộng đồng của thế giới cũng đã liên tục công kích và phản đối khi Trung Quốc điều nhóm tàu xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines,
Malaysia và cuối cùng Trung Quốc đã thua. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã thất bại và run sợ trước sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế để bảo vệ Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ nhất khi phía Trung Quốc đã cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng biển của Việt Nam để trở về đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, chấm dứt gần 4 tháng tàu thuyền của phía Trung Quốc xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, có một tin rất mới đó chính là Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN và các nước đối tác, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẽ có cuộc gặp vào cuối tuần này và thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề về Biển Đông. Theo giới phân tích cho biết, sự lo ngại về các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông và sự vắng mặt bất thường của các quan chức cấp cao Mỹ tại các sự kiện ngoại giao gần đây ở khu vực Đông Nam Á sẽ là hai trong số những chủ đề phủ sóng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, gọi tắt là ADMM mở rộng tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tuần này. Trong khi đó, nước chủ nhà vẫn hy vọng các nước tham gia sẽ tránh đề cập tới những vấn đề gây tranh cãi. Hội nghị ADMM mở rộng sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên ASEAN và 8 đối tác toàn cầu, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa được biết. Hội nghị ADMM mở rộng là diễn đàn duy nhất để các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN cùng một lúc gặp gỡ người đồng cấp của các nước lớn, bao gồm Mỹ và Trung Quốc cũng như Nga. Theo một nhà nghiên cứu về Biển Đông tại Viện Chiến lược Quốc tế Malaysia cho biết, mặc dù Thái Lan đã chọn an ninh bền vững cho chủ đề chủ tịch ADMM năm nay, song vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ thống trị, hoặc ít nhất đã trở thành vấn đề thu hút chú ý hàng đầu của hội nghị ADMM rộng lần thứ 6 theo một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược có trụ sở tại Mỹ dự đoán. Khi tham dự hội nghị ADMM cùng với các bộ trưởng của các nước ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin sẽ nói rõ quan điểm của Mỹ. Thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin sẽ là chỉ trích những hành động của phía Trung Quốc khi gây ra hàng loạt những vụ xung đột căng thẳng ngoài Biển Đông trong thời gian vừa qua. Và chắc chắn rằng, ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ được các bộ trưởng các nước ASEAN hoan nghênh, mặc dù họ có thể lo lắng rằng mối quan hệ thăng trầm của Mỹ và Trung Quốc sẽ đi đến một kết cục không tốt đẹp sau cuộc gặp lần này. Thưa quý vị, cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin sẽ có cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp của ASEAN kể từ khi ông lên nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông chủ Lầu Năm Góc cần thuyết phục các nhà lãnh đạo ASEAN rằng chiến lược của ông đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương không phải là hồ giấy. Ngoài ra, ASEAN cũng quan ngại về quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi cử đoàn đại biểu thấp nhất từ trước tới nay do Cố vấn An ninh Quốc gia ông O'Brien và Bộ trưởng Thương mại Mỹ bà Catherine Tai dẫn đầu tới dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á hồi đầu tháng. Vào thời điểm đó, Washington đưa ra lý do là cả Tổng thống Mỹ ông Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris cùng Ngoại trưởng Mỹ ông Blinken đều không thể tham dự vì các quan chức cấp cao này còn bận tập trung vào cuộc bầu cử thống đốc tại Mỹ. Thưa quý vị, như vậy là tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang có những chuyến thăm tại các nước Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, và phía Trung Quốc thì đang theo dõi sát sao những hoạt động của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Và chắc chắn thời gian tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng và các thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị và các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Lũ lụt ở Nội Mông khiến hai hồ chứa bị vỡ, mưa lớn ở Bắc Kinh gây ngập lụt ở nhiều vùng ngoại ô Bắc Kinh. Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc hiện đang hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt. Mưa lớn đã khiến hai hồ chứa nước bị vỡ, cầu và đường quốc lộ bị cuốn trôi, xe cộ bị ngập và hàng vạn người bị mắc kẹt. Theo Reuters và Yahoo News và các phương tiện truyền thông khác, thành phố Hulubua, Nội Mông đã mưa liên tục và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực trong khu vực. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hồ Yonggan và hồ Sinh Pha đất được tràn mở ở banner tự trị Morindawa lần lượt bị sập và một lượng lớn nước sông đổ xuống. Theo báo cáo, 22 cây cầu và 124 cống đã bị hư hỏng do lũ lụt, 15,6 km đường cao tốc và gần 20.000 mét vai đường bị ngập hoặc hư hỏng, gần 330.000 hecta đất canh tác bị ngập và 16.000 người bị ảnh hưởng. Hiện chưa có tin thương vong, lũ đã rút, mực nước đoạn sông trên địa bàn trở lại bình thường. Ước tính thiệt hại và công tác cứu trợ thiên tai đang được tiến hành.
Ngoài ra, theo hãng thông tấn Trung ương, Bắc Kinh gần đây cũng hứng chịu trận mưa xối xả, gây sạt lở núi, sông sạt lở, gây ngập lụt ở nhiều nơi trong thành phố, tạm thời đóng cửa một số ga tàu điện ngầm do ngập lụt và hủy bỏ một số ga tàu điện ngầm, tổng cộng 350 chuyến bay tại hai sân bay quốc tế. Theo thống kê, lượng mưa trung bình trong mùa lũ ở Bắc Kinh năm nay cao hơn các năm trước 90%. Một báo cáo khác nói rằng Trường Bình, Hải Điến, Diên Khánh và các quận khác của Bắc Kinh bị ngập do mưa lớn và một số lượng lớn ô tô bị ngập trong nước. Ngoài ra, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn cũng gây ngập lụt nhiều nơi ở Bắc Kinh, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, trong đó có tàu điện ngầm. Nhiều ga tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động do ngập nước để sửa chữa khẩn cấp. Đồng thời, hơn 77 chuyến tàu đến và đi từ Bắc Kinh đã bị hủy. Giao thông công cộng Bắc Kinh đã đình chỉ 102 tuyến xe buýt. Báo cáo của Reuters cũng cho biết, Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để quản lý lũ lụt, sản xuất điện hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên nước thừa nhận rằng hơn 80% các hồ chứa được xây dựng cách đây 40 năm. Và một trong số đó có lo ngại về an toàn. Ông Ngụy Thiện Trung, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, gần 1/3 các hồ chứa chưa hoàn thành các đánh giá an toàn bắt buộc do thiếu nguồn lực tài chính trong năm nay. Theo Caixin.com đưa tin rằng, tam hiệp của sông Dương Tử gây ra trận lũ lớn nhất kể từ năm 1981, đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử và sông Gia Lăng vượt quá mực nước đảm bảo và thành phố chính của Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã ngập nhiều nơi. Được biết, lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến 31 con sông bao gồm Trường Giang, Phúc Kiến, sông Thanh Nghi, Mân Giang, Đại Đô và các nhánh chính của sông Hoàng Hà ở Tứ Xuyên vượt mức nước cảnh báo. Lần đầu tiên kể từ khi có hồ sơ, Tứ Xuyên đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1. Đất nông nghiệp, giao thông, hệ thống lưu trữ nước và cơ sở hạ tầng khác ở nhiều nơi trong tỉnh bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Miên Dương, Thành Đô, Quảng Nguyên, Đức Dương, Nhã An và Lạc Sơn đã bị ảnh hưởng trên diện rộng và được chuyển khẩn cấp. Có hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Li Yu, một cư dân ở Đức Dương nói với VOA, tình trạng nước chủ yếu là vào ngày hôm trước. Hôm đó trời mưa lớn và nước sông tràn vào thành phố. Tôi sống ở quận Liangjiang bên dưới Dejiang, nơi có nước sâu nhất có thể không vào được thành phố. Ngập đến 1 mét thì nước tràn vào thành phố nghiêm trọng hơn trước. Nguồn sông Thuyang ở Thành Đô năm nay nghiêm trọng hơn. Mực nước ở quận Kim Đường, Thành Đô trên thượng nguồn sông Thuyang đã vượt quá mực nước đảm bảo 3,85m vào hôm thứ Hai, với lưu lượng tối đa 8.200m3 mỗi giây, mức cao kỷ lục trong 71 năm. Đoạn Nhã An sông Thành Nghĩa đã hứng chịu trận lũ lụt kéo dài hàng thế kỷ. Sông Đa Đu và sông Mân Giang cũng được cho là sẽ vượt quá mực nước cảnh báo. Vương Hiểu Minh, cư dân Trùng Khánh nói với VOA rằng họ đã thảo luận về việc tiếp nhận các nạn nhân và xử lý việc di rời các nạn nhân nhưng chưa rõ chi tiết. Hãng tin AP cho biết nhà chức trách Tứ Xuyên đã cử trực thăng đến giải cứu các nạn nhân mắc kẹt ven sông, trong đó có một số người bị mắc kẹt trên nóc và nóc xe ô tô trong tình trạng nguy kịch. Một số người cho biết trên mạng rằng không ai đeo mặt nạ khi mọi người tập trung ở khu vực xảy ra thảm họa. Tờ Nhật báo Tứ Xuyên cho biết tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn vào thời nhà Đường ở ngã ba sông Mân Giang, sông Đa Đu và sông Thanh Nghĩa đã xuống nước để rửa chân lần đầu tiên kể từ năm 1949. Có thời điểm, 1.020 người bị mắc kẹt trên đảo Phong Châu ở thành phố Lạc Sơn. Nhà hoạt động vì quyền ở Thành Đô Trần Vân Phi nói với VOA, do địa hình thấp ở Miên Dương, Tứ Xuyên, Lạc Sơn Đại Phật bị rửa chân nên tình hình nước lần này nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên ở tỉnh A3 của Tứ Xuyên, nơi có vấn đề với hồ chứa, chúng tôi ở đây rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi rất lo lắng về điều kiện nước ở đó. Khi các phương tiện truyền thông chính thức đưa tin về tình hình nước, một người dân địa phương đã nói rằng không có cách nào cho thiên tai và bây giờ chúng tôi phải cố gắng giảm bớt thiệt hại. Điều này dường như nhằm giảm bớt nguyên nhân bất thường của lũ lụt. Một số ý kiến cho rằng trận lũ nhắc chúng ta một lần nữa không thể không kể đến yếu tố con người gây ra thiên tai như xói mòn đất, chất lượng hạ tầng thoát lũ kém. Miêu Xuân Giang, một nhà hoạt động nhân quyền ở Thành Đô cho biết lũ lụt ở Tứ Xuyên lần này đã vượt mức lũ năm 1998. Ông nói, Trung Quốc xây dựng bao nhiêu trạm thủy điện khác ở đó, trạm thủy điện lớn, trạm thủy điện nhỏ, tất cả đều là một loại hủy hoại môi trường tự nhiên. Theo Tân Hoa Xã, Tứ Xuyên, tỉnh của nghìn con sông là tỉnh lớn về thủy lợi và thủy điện. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 8.184 hồ chứa, hàng nghìn trạm thủy điện và 12 hồ chứa quy mô lớn ở tỉnh Tứ Xuyên cũng là một khu vực dễ xảy ra động đất.
Miêu Xuân Giang cho rằng trận động đất ở Vấn Xuyên đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của các hồ chứa và đập. Ngoài ra còn tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về mặt thể chế trong việc quản lý và sử dụng các hồ chứa. Ông nói, hệ thống hiện nay đặt tiền và lợi ích lên hàng đầu, mỗi trạm thủy điện, mỗi vùng luôn xuất phát từ lợi ích của mình. Dù mùa lũ hay mùa khô, họ đều tự kiếm tiền và tích lũy thêm của cải mà không phụ thuộc vào môi trường. Báo cáo cho biết, cảnh báo mưa bão của Tứ Xuyên đã được nâng cấp và mở rộng phạm vi cảnh báo thiên tai địa chất. Trong trận lũ lụt, người dân hy vọng rằng các cơ quan chức năng của Bắc Kinh có thể kiểm tra. Miêu Xuân Giang nói, sau khi đọc một số báo cáo, cảm giác cơ bản của tôi là hãy để nó tự chết. Nội tạng không được huy động, công chức đi cứu trợ thiên tai, chống thấm thì không có động tĩnh gì lớn. Chính phủ phải công khai từng việc nhỏ, nhưng lần này hiếm khi thấy báo cáo tích cực về cứu trợ thiên tai quy mô lớn. Trần Văn Phi nói, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không nên tập trung vào những việc lớn và làm những điều ngu ngốc. Họ nên tôn trọng khoa học và các chuyên gia, đừng làm lung tung ở đó. Trung Quốc không đủ khả năng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên ra ngoài và xem. Trần Văn Phi nói, quyền lực chỉ có thể làm cho bạn có trách nhiệm hơn và nặng nề hơn. Tuy nhiên, Tạ Đan, một cư dân ở Trùng Khánh hài lòng với hoạt động của nhà chức trách, ông nói, lũ vẫn do mưa đột ngột. Nó tập trung vào điều kiện nước gây ra bởi lượng mưa đột ngột, nó thường mưa lớn ở khu vực thiên tai. Nói chung, chính phủ Trung Quốc và chính quyền các cấp đã làm rất hiệu quả, cứu trợ thiên tai và các biện pháp khác nhau đã được đưa ra kịp thời, cần phải nói rằng nó đã đóng rất nhiều vai trò. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên cho biết, với sự dịch chuyển về phía đông của vành đai mưa chính, lượng mưa ở lưu vực Tứ Xuyên đã dần suy yếu, tuy nhiên do lượng mưa tích lũy lớn trong giai đoạn đầu, độ bão hòa đất cao và hiện tượng thiên tai địa chất chậm trễ, vẫn cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất, dòng chảy xa bần. Trong trường hợp xảy ra thiên tai thứ cấp, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ ở các sông Mân Giang, Trường Giang và Gia Linh ở thượng lưu sông Dương Tử, nước sông vẫn rất cao. Cùng thời điểm Tứ Xuyên hứng chịu trận lụt thế kỷ, tình hình kiểm soát lũ lụt ở các vùng khác của đất nước, bao gồm cả lưu vực sông Hoàng Hoài và sông Châu Giang cũng nghiêm trọng không kém. Theo ABC cho biết, một cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía đông nam đã làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở miền nam, trong khi lũ lụt và lở đất đã ập đến với Trung Quốc. Báo cáo mới nhất cho biết, trong khi tình hình lũ lụt ở thượng nguồn sông Dương Tử vẫn đang tiếp diễn, hồ chứa Tam Hiệp sẽ có lưu lượng đỉnh khoảng 74.000 m3 mỗi giây và trận lũ đổ về lớn nhất. Kể từ khi xây dựng hồ chứa Tam Hiệp, một báo cáo từ Tổ chức Di sản, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết rằng lũ lụt dâng cao đã làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Do dòng nước dữ dội từ thượng nguồn sông Dương Tử đổ về, áp lực của các hồ chứa và đập ở đó tiếp tục tăng lên, gây ra lũ tràn vào khu vực hồ chứa. Và nếu mưa tiếp tục, trạng thái địa chất bão hòa ban đầu sẽ là tệ hơn. Báo cáo của US News and World Report cho biết, 634 con sông trên khắp Trung Quốc đã vượt quá mực nước cảnh báo. Tính đến tuần trước, số người bị ảnh hưởng ở Trung Quốc đã lên tới 63 triệu người, cao hơn 12,7% so với trung bình của 5 năm qua. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 179 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 26 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Kính thưa quý vị, mưa lớn đã khiến nhiều thành phố ở Hà Nam rơi vào tình cảnh thê thảm. Trịnh Châu đã vào cuộc kiểm soát lũ khẩn cấp cấp 1. Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc những ngày qua đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Lượng mưa ở nhiều nơi lần lượt phá vỡ kỷ lục lịch sử. Nhiều nơi mực nước sông và hồ chứa tăng vọt khiến kè vỡ và lũ lụt. Hơn một chục thành phố, bao gồm cả tỉnh lỵ Trịnh Châu, đã trở thành một thị trấn nước và thảm họa rất nặng nề. Các quan chức và phương tiện truyền thông nhà nước vẫn chưa đề cập đến bất kỳ trường hợp tử vong hoặc mất liên lạc nào, mặc dù nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số người chết đuối. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai Trịnh Châu đã ban hành một thông báo khẩn cấp vào thứ Ba, cho biết do tình hình nghiêm trọng của công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên cấp 1 từ 17 giờ. Chính quyền thành phố Trịnh Châu đã đưa ra một thông báo trên tài khoản công khai WeChat nói rằng lần này Trịnh Châu gặp phải lượng mưa lớn chưa từng thấy trong nhiều năm qua và tình hình thật tồi tệ. Các bộ phận liên quan cần nâng cấp mức độ ứng phó kịp thời tùy theo tình hình lũ lụt của địa phương. Thông báo cũng yêu cầu công dân nâng cao khả năng phòng chống điện nước, thiên tai, tránh nguy hiểm và tự ứng cứu. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, do sự dẫn đường của cơn bão pháo hoa và luồng khí áp cao cận nhiệt đới cách xa 1.000 km, một lượng lớn hơi nước tích tụ ở Hà Nam tạo thành lượng mưa cực lớn. Thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà ngập trong mưa lớn suốt mấy ngày liền. Dòng nước ngập đến thắt lưng không chỉ nhấn chìm ô tô mà còn nhấn chìm các ga tàu điện ngầm, khiến hành khách bị mắc kẹt.
Tại Trịnh Châu, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong một giờ hôm thứ Ba, buộc chính quyền thành phố phải đóng cửa các dịch vụ tàu điện ngầm trên toàn thành phố. Một số cư dân mạng xã hội cho biết gần như toàn bộ tầng 1 của các tòa nhà địa phương ở Trịnh Châu đều bị ngập, nhiều người bị mắc kẹt trong nhà, điện nước bị cắt. Chính phủ đã không ngừng ra lệnh và nhắc nhở công chúng rằng không cần thiết phải ra ngoài. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người đứng trong toa tàu điện ngầm chứa đầy nước sâu đến thắt lưng và ga tàu điện ngầm được xây dựng dưới lòng đất trở thành một hồ bơi. Một số ga tàu điện ngầm, nước lũ đục ngầu trong các đường hầm hai bên đường dây ao ạt chảy về phía trước. Đoạn video cho thấy ở thành phố Nhữ Châu, phía tây nam Trịnh Châu, dòng nước chảy xiết trên đường phố, ô tô và các phương tiện khác đổ nhào trong nước như bánh bao trong nồi. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy một người nào đó đang lái xe khi nước lũ bất ngờ đến và nước chảy tràn qua kính chắn gió ngay lập tức. Hà Nam nằm ở trung tâm là đầu mối giao thông quan trọng của Trung Quốc, nhưng hiện nay không ít đường bộ, đường sắt bị đóng cửa, hạn chế tốc độ mà các chuyến bay hầu hết đều bị hoãn hoặc hủy. Cuộc sống và việc đi lại của 94 triệu cư dân của tỉnh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ lớn. Động Long Môn, một di sản văn hóa thế giới UNESCO mệnh danh là đỉnh cao nhất của nghệ thuật điêu khắc đá Trung Quốc, cũng đang bị đe dọa bởi khả năng vỡ bờ của sông Yi đang tiếp tục dâng cao. Ngôi chùa Thiếu Lâm nằm ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam nổi tiếng thế giới với võ công tuyệt đỉnh cũng đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt đe dọa. Cũng tại thành phố Đăng Phong, do lượng mưa lớn, một nhà máy trong thành phố đã bị ngập vào bể chứa hợp kim của khu vực nhà máy vào sáng sớm thứ Ba, gây nổ dung dịch nhiệt độ cao. Hiện chưa có tin tức về thương vong và mất liên lạc. Giống như nhiều thành phố ở Hà Nam, thành phố Đăng Phong cũng như nhiều thành phố ở Hà Nam đã ban bố cảnh báo mưa bão màu đỏ trong nhiều ngày liên tiếp và kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo báo chí đưa tin, ít nhất 31 hồ chứa lớn và vừa ở Hà Nam có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo lũ và ít nhất 13 trong số đó có nguy cơ vỡ bờ. Từ thứ Bảy tuần trước đến thứ Ba tuần này, tổng cộng có 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam ghi nhận lượng mưa vượt quá 50mm. Trong đó, 1.614 trạm thời tiết ghi nhận lượng mưa vượt quá 100mm và 151 trạm thời tiết khác ghi nhận lượng mưa trên 250mm. Theo Cục Khí tượng tỉnh Hà Nam, nơi có lượng mưa lớn nhất là huyện Lục Sơn ở thành phố Bình Sơn, nơi lượng mưa lên tới 498mm. Đó là trận mưa lớn nhất mà tôi từng chứng kiến kể từ khi tôi sinh ra, và rất nhiều nơi quen thuộc đã bị ngập lụt. Reuters dẫn lời một cư dân mạng Trung Quốc ở thành phố Gongji cho biết. Dự báo của Cục Khí tượng cho biết trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua dự kiến sẽ ngừng vào thứ Năm tới. Theo Tân Hoa Xã cho biết Quảng Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, trận lũ lụt số 2 ở Bắc Giang năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ thảm khốc. Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt ở mức cao nhất. Các đảng viên và cán bộ khẩn trương ra tiền tuyến để chuyển và tái định cư cho người dân. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã khẩn cấp đến các thành phố Thiểu Quan và Thanh Viễn bị tàn phá nặng nề. Người dân tích cực tự cứu mình và dựng lại nhà cửa. Thưa quý vị, sông Bắc Giang là một trong những dòng chảy chính của hệ thống sông Châu Giang. Nó chủ yếu chảy qua thành phố Thiểu Quan, thành phố Quảng Nguyên và thành phố Phật Sơn ở tỉnh Quảng Đông. Sự an toàn của Bắc Giang liên quan đến sự an toàn của khu vực tập trung đông dân cư và phát triển kinh tế ở vùng hạ lưu châu thổ sông Châu Giang. Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông đưa tin rằng do lượng mưa lớn liên tục và nước ở thượng nguồn, mực nước của dòng chính sông Bắc Giang tiếp tục dâng cao. Dự kiến trạm Xi Giao của dòng chính sông Bắc Giang có lưu lượng đỉnh là 20.000 mét khối mỗi giây vào khoảng ngày kia. Lũ cực đại ở hạ lưu. Thành phố Thiểu Quan trên thượng nguồn sông Bắc Giang bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Sáng qua, phóng viên nhìn thấy dọc sông Bắc Giang ở khu vực đô thị trung tâm Thiểu Quan, mực nước đã bắt đầu xuống sau đỉnh lũ. Cỏ dại mọc rậm rạp trên các cột đèn của kè sông cho thấy sự dữ dội của lũ lụt lúc bấy giờ. Thành phố Quảng Nguyên ở hạ lưu sông Bắc Giang vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Theo số liệu quan trắc của Cục Thủy văn, tính đến 12 giờ, mực nước sông Bắc Giang ở khu vực nội thành Thành Đức thuộc thành phố Thanh Viễn đạt 35,95m, vượt mực nước cảnh báo 9,95m. Báo cáo lũ lụt do Bộ Tài nguyên nước công bố cho thấy trận lũ số 2 của sông Bắc Giang trong năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ thảm khốc và trận lũ số 4 của sông Tây Giang năm nay đang phát triển và mực nước sẽ tiếp tục lên và sẽ duy trì mức nước cao trong thời gian dài. Ủy ban bảo tồn nguồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước đã thông báo rằng để tránh sự chồng chất của các đỉnh lũ ở Tây Giang và Bắc Giang,
Bộ phận tài nguyên nước đã kích hoạt 24 hồ chứa lớn và vừa trên các nhánh chính và phụ lưu của Xinjiang để chặn lũ cắt đỉnh và dịch chuyển đỉnh để tăng cường kiểm soát hồ chứa đại đường hạ. Hiện tại, 1,4 tỷ mét khối nước lũ đã được tích trữ trong các hồ chứa lớn của sông Tây Giang và các nỗ lực đã được thực hiện để giảm lưu lượng đỉnh lũ ở hạ lưu sông Tây Giang và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xả lũ an toàn ở sông Bắc Giang. Trước tình hình lũ lụt, Quảng Đông đã nhanh chóng ứng phó. Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão, hạn hán và gió tỉnh Quảng Đông đã nâng ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt lên mức cao nhất, yêu cầu các khu vực trọng điểm phải dứt khoát thực hiện một hoặc nhiều biện pháp cần thiết như tạm dừng các lớp học, công việc, sản xuất, hoạt động, kinh doanh và nỗ lực hết mình để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân được an toàn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Lượng mưa lớn liên tục gây ra các thảm họa như lở núi, sập đường, ngập lụt đất nông nghiệp và ngập úng đô thị ở thành phố Jingde và 24 thị trấn và đường phố bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Vào trưa cùng ngày, phóng viên nhìn thấy lối ra Liên Giang Khẩu của đường cao tốc Lê Quang, con đường dẫn đến thị trấn Liên Giang Khẩu của thành phố Jingde đã bị phong tỏa bởi lũ lụt và các cán bộ thôn địa phương đang chèo thuyền để vận chuyển 20 thùng nước khoáng và các loại khác vật liệu đến làng. Mấy ngày nay trời mưa to, đêm qua không thể chạy xe trên đường này. Từ sáng nay chúng tôi lần lượt gửi nước khoáng, bánh mì, mì gói và các vật dụng khác vào. CL, một nhân viên thành viên của Ủy ban làng Hạ Bộ, làng Xuân Đảo, thị trấn Liên Giang Khẩu cho biết, hầu hết dân làng trong làng đã được sơ tán và một số dân làng đã trú ẩn ở những nơi cao. Để bảo vệ sinh kế của dân làng, ba lô hàng tiếp tế đã được gửi đến làng vào sáng hôm đó. Trên cây cầu Trấn Giang bắc qua sông Bắc Giang, phóng viên nhìn thấy tất cả các con đường trong công viên Tân Giang đều bị nhấn chìm bởi nước lũ dâng cao, đèn đường của con đường ván ven sông chỉ lộ ra phần trên. Con sông gần cầu Giang Loan đã ngập bờ kè và hàng trăm đảng viên lần lượt chất đống bao cát màu xanh lên bờ kè để củng cố phòng tuyến. Các nhân viên tại chỗ của Cục Kiểm soát Nguồn nước thành phố Jingde cho biết, cảnh sát địa phương, nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động trước để nâng cao và gia cố con đập. Con đập được xây bằng bao cát dài hơn 300 mét. Sở quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã điều động lực lượng cứu hộ và vật tư để khẩn cấp hỗ trợ thành phố Jingde. Tính đến 8 giờ sáng nay, tổng cộng 50 thuyền xung kích và thuyền cao su đã được điều động từ Phật Sơn và các nơi khác đến hỗ trợ. Bộ phận điện lực đã gửi 10 xe máy phát điện đến Anh Đức, Quảng Châu, Huệ Châu và các nơi khác, cũng đã gửi đội cứu hộ để hỗ trợ công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai ở Jingde. Phóng viên được biết từ Sở Cấp Cứu và Cấp Nước của tỉnh Quảng Đông rằng một phần của khu vực lưu giữ và giam giữ lũ lụt ở thành phố Trinh Quan đã được mở cửa và hơn 30.000 người đã được chuyển khẩn cấp trước đó. Sau khi đỉnh lũ đi qua, công việc xây dựng lại nhà cửa, nạo vét và thoát nước bắt đầu nhanh chóng. Tại khu đô thị Thiều Quan không có mưa nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập lụt. Phóng viên nhìn thấy dọc đường Diên Giang, hai bên sông Bắc Giang, người dân cầm chổi, xô, xẻng, quét dọn bùn đất tầng 1. Đồ đạc ngâm nước cũng được mang ra đường phơi. Một số nhân viên của Bộ phận Giám sát Thị trường quận Trấn Giang, thành phố Thiều Quan đang giúp những người buôn bán dọc đường dọn dẹp cửa hàng của họ. Lôi Quốc Phi, Giám đốc Văn phòng Giám sát Thị trường Đông Hê cho biết họ đã phân phát các hướng dẫn phòng chống sau lũ lụt cho các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng dọn dẹp và khử trùng để họ có thể hoạt động trở lại càng sớm càng tốt. Mưa rơi như sông, Trịnh Châu khủng hoảng. Quan chức của khí tượng Trịnh Châu đưa ra thông báo, từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở Trịnh Châu và mưa rông lớn cục bộ. Vui lòng tránh những con đường trũng thấp và úng nước khi đi lại, đồng thời chú ý lái xe an toàn. Ngay cả dự báo thời tiết đã tiêm vaccine cho cơn mưa xối xả, nhưng cơn mưa vẫn khiến một số công dân Trịnh Châu bất ngờ. Cô Wang, một nhân viên truyền thông ở Trịnh Châu, nói với VOA rằng cô cảm thấy cơn mưa lớn quá bất ngờ. Cô nói, không có gì trong hai ngày đầu tiên. Hôm qua trời mưa nhưng không ngớt, hôm nay vẫn chưa tạnh. Các con đường trong thành phố giờ đầy nước. Cô Wang nói, trời đã mưa 1/3 hoặc 2/3 lượng mưa trong năm. Đây là một lượng mưa rất lớn. Cô cũng cho biết, giao thông nội thành hiện tại đã tê liệt. Thực tế, đường bắt đầu tích nước từ trưa. Tất cả xe trong hầm để xe của cộng đồng của chúng tôi đã được di chuyển đến sân. Chà, ban đầu không có xe hơi trong sân. Có một số con đường bị tích nước nghiêm trọng và xe hơi trôi đi. Về cơ bản, nó giống như một trận lụt. Cô Vương bị kẹt trong công ty. Điện nước tuy chưa cắt
nhưng mạng không ổn định. Tất cả những gì tôi quan tâm là khi nào tôi có thể về nhà, cô nói. Một đoạn video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy các ga tàu điện ngầm ở Trịnh Châu đầy nước sóng gió và trong các toa tàu điện ngầm, nước tràn tới eo của hành khách. Trong một video khác, nước trên đường Kỳ Lệ Hà Nam trên đường Vành Đai 4 phía đông ở thành phố Trịnh Châu ngập sâu đến đùi và thậm chí là eo của người đi đường. Một số nắp cống trên đường cũng bị nước cuốn trôi. Trận mưa xối xả cũng khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà. Một cư dân mạng Weibo đăng tải: "Tôi thực sự sợ hãi, cúp điện, tôi đang ở nhà, điện thoại sắp hết, ban công bị dột, tôi ngồi dưới đất buồn bã và khóc." Một chủ cửa hàng ăn sáng ở quận Trung Nguyên, thành phố Trịnh Châu cho biết vào sáng nay, theo giờ địa phương, mưa vẫn đang rơi và nước trên đường về cơ bản sâu 1 hoặc 2cm. Chủ cửa hàng cho biết đêm qua toàn bộ cửa hàng bị ngâm nước tầng 1, nước đọng sâu nửa mét ở tầng 1. Tối hôm qua chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Ông cũng đề cập rằng toàn bộ cộng đồng đã bị cắt nước và họ đã mua nước tinh khiết để nhà hàng có thể mở cửa bình thường và cho phép mọi người trong cộng đồng ăn uống. Mưa ở Trịnh Châu đã tạnh. Cô Quang cho biết hiện tại trời không mưa ở Trịnh Châu nhưng ở một số thành phố khác vẫn còn mưa. Tổng công ty phát thanh truyền hình Anh BBC đưa tin Trịnh Châu đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng thành phố bọt biển với hy vọng biến thành phố này thành một miếng bọt biển với các chức năng như trữ nước và hút nước. Nhưng một trận mưa lớn dường như đã phá tan huyền thoại này. Báo cáo nói rằng một số thành viên của công chúng đã đưa ra những nghi ngờ trên Internet, chẳng hạn như liệu cảnh báo chính thức về mưa lớn có kịp thời hay không. Các biện pháp ứng phó đã được thực hiện bởi các bộ phận khác nhau. Những hồ sơ liên quan đã được thực hiện bởi tàu điện ngầm và liệu tính linh hoạt trong ứng phó khẩn cấp của hệ thống cứu hộ là không đủ. Một quan chức từ Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Trịnh Châu cho biết trong một bài đăng trên Weibo rằng dự báo và cảnh báo mưa bão là một vấn đề trên toàn thế giới đối với liên quan đến mưa lớn. Đó là kết quả của sự tương tác của các quy mô thời gian khác nhau và các quy mô không gian khác nhau ảnh hưởng đến hệ thống. Rất có thể có được kết quả chính xác bằng cách phân tích toàn diện các điều kiện và dữ liệu khác nhau liên quan đến mưa lớn trong phạm vi không gian và phạm vi thời gian nhất định, kết luận dự báo. Ngoài Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nhiều thành phố khác cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Ở Nhữ Châu, phía tây nam Trịnh Châu, nước lũ cuốn trôi ô tô và các phương tiện khác trên đường phố, Reuters đưa tin. Báo cáo cũng cho biết mực nước nghi thủy dâng cao có thể chạm vào động Long Môn. Tọa lạc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, động Long Môn là một trong những kho báu của nghệ thuật điêu khắc đá với nhiều tượng nhất và quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài ra, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong cũng đã tạm thời bị đóng cửa. Reuters cũng cho biết các dịch vụ đường sắt ở tỉnh Hà Nam đã bị đình chỉ, nhiều đường cao tốc bị đóng cửa và các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ, khiến cuộc sống hàng ngày của 94 triệu người dân tỉnh này đã bị gián đoạn do giao thông tê liệt. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết Tổng cục Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 đối với công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh Hà Nam. Nhóm công tác Hà Nam của Tổng cục Quốc phòng đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt. Tỉnh Hà Nam nằm ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, ở Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà và ở phía Tây Nam của đồng bằng sông Hoàng Hải. Tổng diện tích của tỉnh Hà Nam là khoảng 167.000 km², có 4 hệ thống sông lớn trên lãnh thổ, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà, sông Vệ Hà và sông Hán Thủy, trong đó lưu vực sông Hoài Hà chiếm 53% diện tích. Trong lịch sử, Hà Nam từng trải qua trận mưa lũ lớn gây thương vong nặng nề và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 10 tỷ nhân dân tệ. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết, lượng mưa lớn nhất hàng giờ của Trịnh Châu là 201,9mm, vượt quá trận mưa lớn năm 1975 và kỷ lục lịch sử là kỷ lục lượng mưa trong một giờ ở Lâm Trang, Hà Nam là 198,5mm tháng 8 năm 1975. Theo truyền thông tin tức Bắc Kinh Trung Quốc, kể từ giữa tháng, lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở 17 quận và huyện thuộc quyền quản lý của Bình Định Sơn, An Dương, Tiêu Tác, Tam Môn Hiệp, Nam Dương, Tín Dương, Chu Khẩu, Trúc Mã Điếm và Tế Nguyên. 10.152 người đã được cứu và chuyển đi, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng hơn 9.200 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế hơn 72 triệu nhân dân tệ.
Ngoài Hà Nam, khu tự trị Nội Mông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Trận mưa lớn khiến hai hồ chứa nước bị vỡ, cầu và đường quốc lộ bị lũ cuốn trôi, xe cộ bị ngập, người dân bị mắc kẹt và những ngôi làng và cánh đồng bị ngập lụt biến thành một đại dương mênh mông. Hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Reuters và Yahoo News cùng các phương tiện truyền thông khác đưa tin, thành phố Hồ Luân Bối Nhĩ, Nội Mông, mưa liên tục và lũ lụt đã xảy ra ở một số nơi trong khu vực. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hồ Trông Gan và hồ Tân Phát, các đập tràn mở ở châu tự trị người Morin lần lượt bị sập và một lượng lớn nước sông đổ xuống. Bắc Kinh gần đây cũng hứng chịu trận mưa xối xả, các khu vực núi bị sụp đổ và các khu dân cư bị ngập lụt, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ông cho biết một số đồng nghiệp sống ở Thiên Thông Nguyên, Bắc Kinh, ô tô bị ngâm trong nước và nước đã ngập bánh xe ô tô bị chặn lại và những tảng đá trên núi khá lớn. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, mưa lớn đã đổ xuống vùng Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong 3 ngày liên tiếp. Kết quả là một số khu vực bị ngập lụt, thậm chí có thảm họa xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu. Trong những ngày gần đây, tổng cộng có 248 thị trấn ở tỉnh Hồ Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn, trong đó gần như tất cả các đường phố của thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía tây Hồ Nam đều bị ngập lụt. Cơn mưa xối xả bất ngờ cũng khiến một số tuyến phố ở khu vực đô thị Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, thậm chí có đoạn biến thành đầm lầy. Tại Giang Tây, đợt hạn hán ban đầu khiến 330.000 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nay lượng mưa liên tục đã biến thành đợt hạn hán và lũ lụt hiếm gặp ở Giang Tây. Đã có mưa lớn ở 21 quận và thành phố và mưa lớn ở 14 quận và thành phố. Tại Quý Châu, 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa và lũ lớn và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 170 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến những đợt hạn hán và lũ lụt liên tiếp gần đây ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, ngoài sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều người còn đặt câu hỏi rằng đập Tam Hiệp là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề. Mặc dù Nhiếp Phương Vinh, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, hiện đã nghỉ hưu, bà vẫn công khai phản đối việc xây dựng dự án Tam Hiệp. Ông tin rằng dự án Tam Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán vì dự án đã làm thay đổi hệ sinh thái ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nguyên nhân của ông đưa ra là do hồ Tam Hiệp tích nước nhiều năm, phù sa tích tụ ở thượng nguồn. Việc đẩy nhanh dòng nước từ các hồ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử vào sông Dương Tử đã khiến mùa khô ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử đến sớm hơn 2 tháng. Nhiếp Phương Vinh tin rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán nghiêm trọng vào mùa đông ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử như Tương Giang và hồ Động Đình trong những năm gần đây. Ngoài ra, hồ Pu Giang tiếp tục có mực nước thấp và khô, điều này gây ra các vấn đề sinh thái như giảm diện tích đất ngập nước và suy yếu khả năng tự thanh lọc. Nhiều người quan tâm đến Tam Hiệp cho rằng tác động của dự án Tam Hiệp đối với Trung và hạ lưu sông Dương Tử không chỉ ở mặt nước, mặt đất mà còn trên bầu trời đã làm thay đổi khí hậu xung quanh khu vực hồ chứa và Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Lý thuyết của họ là đập Tam Hiệp đã chặn dòng chảy thông thường của luồng không khí, tạo ra áp suất thấp trên hình dạng của hồ chứa Tam Hiệp, ảnh hưởng đến sự lưu thông khí quyển bình thường, từ đó làm thay đổi khí hậu. Do đó, thời tiết cực đoan đã thường xuyên xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những năm gần đây, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Vào mùa hè năm 2006, thảm họa tuyết ở phía Nam vào mùa đông năm 2008 và hạn hán ở Tây Nam vào tháng 3 năm 2010, tất cả đều bị nghi ngờ có liên quan đến dự án Tam Hiệp. Bà Đại Thanh, một nhà môi trường nổi tiếng cũng có quan điểm tương tự, bà nói với VOA, khía cạnh tồi tệ nhất của dự án Tam Hiệp là nó đặt ra một tiền lệ rất xấu, đó là vào những năm 1980, rất nhiều người có thẩm quyền phản đối nó một cách có lý trí. Quá nhiều lý do và quá nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhưng chỉ cần bạn nắm được sự đúng đắn về chính trị, có thể nắm được một cái đầu lớn như Đặng Tiểu Bình để làm chỗ dựa cho mình, thì cuộc chiến dù lớn đến đâu cũng có thể đi lên. Chỉ cần họ có quyền lực, họ sẽ đập. Vì vậy, việc cạn nước ở Hồ Động Đình có liên quan đến đập Tam Hiệp chặn nước, nhưng thực ra nó liên quan đến việc liên tục xây dựng các con đập trên bốn nhánh của nó là Dương Tử, Nguyên Lý và từng khu vực. Việc giữ nước trở lại vì lợi ích của chính bạn cũng có liên quan. Nếu đập Tam Hiệp thực sự có liên quan đến một loạt các hiện tượng bất thường về thời tiết ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay, thì có biện pháp khắc phục nào không? Bà Đại Thanh nói, không còn cách nào khác. Tôi nghĩ không còn cách nào khác. Chỉ có một cách duy nhất là ở Trung Quốc có những con sông khác,
nếu chúng ta muốn cứu những con sông khác ở Trung Quốc, chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định. Những yếu tố nào đang diễn ra, nó khiến người ta nhìn vào việc tạo thêm một thảm họa cho một quốc gia. Đại Thanh cũng nói rằng, mặc dù Quốc vụ Viện thừa nhận những thiếu sót của Đập Tam Hiệp trong báo cáo công bố trách nhiệm giải trình cao hơn đã được đưa ra, vai trò của dự án Tam Hiệp với lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử bị đặt câu hỏi một lần nữa. Thưa quý vị, lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử trong những ngày gần đây đã khiến 112 người chết hoặc mất tích. Truyền thông Trung Quốc cho biết có những lo ngại rằng một cơn bão khác sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày tới và lũ lụt sẽ gây thêm thiệt hại về người và của. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết lũ lụt do mưa xối xả ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử ảnh hưởng đến 16 triệu người. Mực nước ở Hồ Tây gần thành phố lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải, đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1954. Nếu cơn bão đổ bộ vào đất liền gần đó, khu vực xung quanh có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn phim từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy một nông dân khóc khi trang trại lợn của anh ta bị nhấn chìm bởi nước lũ, trong khi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, biến thành một bồn tắm lớn do mưa lớn. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, nhưng lượng mưa năm nay đặc biệt lớn, nhiều khu vực trong tuần này sẽ có mưa lớn. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hồi tháng trước cảnh báo rằng hiện tượng El Nino năm nay có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài. Năm 1998, El Nino gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, giết chết hơn 4.000 người. Lũ lụt kỷ lục đã đặt câu hỏi về Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang phải chống chọi với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua. Vai trò của Đập Tam Hiệp được thiết kế và xây dựng để thuần hóa sông Dương Tử và gây ra tranh cãi rộng rãi, một lần nữa thu hút sự chú ý. Năm nay, một số tỉnh thành phố phía Nam Trung Quốc xảy ra mưa lớn. Lượng mưa lớn, mưa tập trung, có nơi sông Hồ đã vượt mức nước cảnh báo nghiêm trọng. Một số hồ đập bị sập. Chính phủ Trung Quốc cho biết, Đập Tam Hiệp đã chống được đỉnh lũ, giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, giảm thiệt hại kinh tế, giảm đáng kể thiệt hại về người và phải sơ tán khẩn cấp người dân. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Dương Tử cao trong lịch sử và một số hồ lớn trong năm nay xác nhận rằng Đập Tam Hiệp đã không đạt được các mục tiêu do chính quyền thiết kế. Reuters dẫn lời giáo sư Sherman, một nhà địa lý tại Đại học Alabama, người nghiên cứu lũ lụt ở Trung Quốc cho biết, một trong những lý do chính để xây dựng Đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ lụt, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó được xây dựng, chúng tôi đã phải đối mặt với một lịch sử ghi nhận mức độ ngập lụt cao nhất trong lịch sử. Ông cho biết, thực tế là Đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ nghiêm trọng như năm nay. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Jianchun đã phát biểu trong cuộc họp báo về chính sách của Quốc vụ Viện hôm thứ Hai rằng việc xả lũ từ các hồ chứa, đặc biệt là hồ Đập Tam Hiệp, có hiệu quả trong việc kiểm soát lũ lụt. Ông cho biết 2.297 hồ chứa đã chặn được tổng cộng 64,7 tỷ mét khối nước lũ, trong đó hồ Tam Hiệp chặn được 2,9 tỷ mét khối nước lũ, chặn việc di chuyển của 7,23 triệu người. Công ty vận hành Đập Tam Hiệp hôm thứ Bảy cho biết việc xả lũ xuống hạ lưu từ hồ chứa Tam Hiệp đã được cắt giảm một nửa, giảm thiểu hiệu quả tốc độ và mức nước dâng ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, đạt 88% tổng số. Tuy nhiên, một số khu vực của sông Dương Tử, bao gồm các phụ lưu và hồ của nó như hồ Đông Tinh và hồ Po Yang vẫn có mực nước cao kỷ lục. Diệp Kiến Xuân cho biết, tổng cộng 433 con sông ở Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo, trong đó 109 con vượt mức bảo đảm và 33 con vượt mức lịch sử. Sông Dương Tử, thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Tây Giang và sông Bắc Giang ở lưu vực sông Châu Giang và hồ Thái Hồ đều trải qua trận lũ lụt số 1 trong năm nay. Hiện tại, các con sông bên dưới Kiến Lệ, dòng chính của sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình, hồ Bà Dương và hồ Thái Hồ vẫn ở trên mực nước cảnh báo. Nhà địa chất Trung Quốc Phan Xiao từ lâu đã chỉ trích dự án Đập Tam Hiệp. Ông nói với Reuters rằng dung tích của hồ chứa Đập Tam Hiệp nhỏ hơn 9% so với mức nước lũ trung bình. Ông nói hồ chứa Tam Hiệp chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng bất lực trong việc đối phó với lũ lụt do lượng mưa lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Phan Xiao tin rằng Đập Tam Hiệp và các dự án đập lớn khác có thể khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn bằng cách thay đổi dòng chảy phù sa ở hạ lưu sông Dương Tử. Nhu cầu phát điện từ các dự án đập cũng ảnh hưởng đến việc kiểm soát lũ.
Pan Xiao nói, khi mọi người chỉ coi các hồ chứa nước để giải quyết vấn đề kiểm soát lũ lụt, họ có xu hướng bỏ qua hoặc thậm chí làm suy yếu khả năng điều tiết lũ tự nhiên của sông hồ. Sharkman, một nhà địa lý học tại Đại học Alabama, người nghiên cứu lũ lụt ở Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp có thể giúp giảm thiểu lũ lụt trong một năm điển hình. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt hơn, nó có thể bộc lộ điểm yếu, đó là sau vùng lũ ở hạ lưu bị thu hẹp và tăng cường. Ông nói, hồ chứa đập Tam Hiệp không đủ khả năng để tác động đáng kể đến những trận lũ lụt tồi tệ nhất. Hôm thứ Hai, một đoạn video do CCTV của Trung Quốc phát cho thấy một số chỗ ở đỉnh hồ Poyang bị vỡ lớn như ở Văn Quý Đạo Vĩ, Trung Châu Tự và Sùng Phúc Tự. Điều này một lần nữa khẳng định rằng đập Tam Hiệp được trào hàng vẫn không đạt được cái gọi là mục đích kiểm soát lũ lụt của nó. Nam Trung Quốc đang trải qua thảm họa lũ lụt hy hữu. Người ở dưới đều lo lắng, ngoại trừ Thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm Quý Châu thì không có Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Một số nhà khoa học chính trị cho rằng ông Tập Cận Bình có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi khi quyết định trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình quốc tế và trong nước. Hôm nay tôi đến văn phòng huyện của chúng tôi vì nhà của chúng tôi bị dột nước mưa và làm mọi người sợ chết khiếp. Ở Vũ Hán, trời mưa rất to và nước chảy ra từ hộp công tắc trong nhà chúng tôi. Trương Nghị, một cư dân Vũ Hán nói với VOA. Anh cũng cho biết nguồn điện trong tòa nhà nơi anh sinh sống đã bị ngắt, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vấn đề chưa giải quyết được. Phố hứa sẽ giải quyết nhưng bây giờ chống ngập là chính. Tuy nhiên, nước đã rò rỉ từ tầng 7 nơi tôi ở đến tầng 5, 6, 4. Nhật báo Sông Dương Tử và các phương tiện truyền thông địa phương khác ở Vũ Hán đưa tin rằng đỉnh lũ Sông Dương Tử lặng lẽ đến vào giữa tháng và đã đi qua đoạn từ Vũ Hán đến sông Cửu Giang một cách êm đềm và yên bình. Tuy nhiên, khi đỉnh lũ này đi qua Vũ Hán, các khu vực lân cận và khu vực phân lũ dọc sông đã bị thiệt hại nặng nề. Qiu Trinh, một cư dân ở tỉnh Giang Tây cho biết thị trấn của tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và tôi sống ở một khu vực tương đối thấp, hoa màu ở đó bị ngâm trong nước và không thể ăn được. Nhiều nhà dân ở tầng 1 tất cả đều bị ngập nước hơn 1 mét. Một số cư dân mạng đã tweet, nước đến rồi, mất gia đình, nhìn thấy cũng thấy xót xa. Tôi hy vọng một ngày nào đó khi những người tị nạn này xuất hiện trước mặt bạn, hãy cho họ một cốc nước hoặc một bát cơm vì tất cả chúng ta đều có thể là nạn nhân. Việc cứu trợ thiên tai cấp cơ sở của chính phủ ảnh hưởng đến những người dân bình thường. Su Liang cho biết, tôi đã nghe nói về các khoản tài trợ và cứu trợ phi chính phủ. Tôi chưa bao giờ nghe nói về các khoản quyên góp của chính phủ, cũng như chưa nghe nói về chúng. Các quan chức chỉ là những thứ bề ngoài. Một vài thị trấn hoặc hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng. Trương Nghị đến từ Vũ Hán nói rằng, việc cứu trợ năm nay cho người dân ở những vùng bị thiên tai là một giọt nước tràn trề. Hiện tại, chúng tôi thấy rằng các nhà chức trách muốn những người bị ảnh hưởng phải dựa vào người thân và bạn bè của họ. Một trò đùa trực tuyến cho biết bạn không được phép đến thăm người thân và bạn bè trong nửa đầu năm và bạn phải đến thăm bạn trong nửa cuối năm. Tôi chưa thấy khoản viện trợ được phát hành trực tuyến và khoản viện trợ đã được phát hành của Hội Chữ Thập Đỏ là trung bình 1 hoặc 2 nhân dân tệ cho mỗi người. So sánh các khoản quyên góp của xã hội Trung Quốc trong và ngoài nước cho các vùng bị thiên tai ở Trung Quốc trong những năm trước, Trương Nghị nói. Trước đây chỉ cần có lũ lụt ở Đại Lục, đồng bào Hồng Kông đã quyên góp nhiều nhất. Và đồng bào Đài Loan cũng quyên góp. Một số cư dân mạng lại một lần nữa đưa ra vụ bê bối của Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc trong quá khứ cho rằng Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc không phải là một tổ chức cứu người thoát khổ mà là một tổ chức thối nát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc và các tổ chức khác đã phát động một số dự án gây quỹ để quyên góp. Cũng có nhiều người nói rằng một mặt họ thực sự không có tiền để quyên góp, mặt khác Đảng Cộng sản Trung Quốc chi rất nhiều tiền bên ngoài và đòi tiền trong nội bộ. Việc sử dụng tiền quyên góp không được đảm bảo và có thể thậm chí đi vào túi của các quan chức tham nhũng. Nhật báo Chutian Metropolis cho biết sau đỉnh lũ, sông Dương Tử có thể gây ra lũ nước lớn từ cuối tháng trước đến đầu tháng này, được gọi là 7 xuống và 8 lên. Cơ quan bảo tồn nước cho biết mực nước ở Vũ Hán sẽ đi vào ngưỡng giảm, nhưng không loại trừ khả năng sẽ xảy ra một trận lũ lớn vì có nhiều yếu tố hình thành lũ và khó đưa ra dự đoán chính xác. Mùa lũ năm nay, đập Tam Hiệp lại gây chú ý. Tiêu Thủ Nghĩa, cư dân Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, nói với VOA, người dân thường không hiểu. Có bao nhiêu người biết về đập Tam Hiệp, nhiều người không biết về việc phát hiện đập Tam Hiệp và tác dụng kiểm soát lũ lụt của nó và họ không biết tình hình cụ thể cũng như mức độ nguy hiểm của đập Tam Hiệp. Trương Nghị nói, đập Tam Hiệp chỉ là một nhà máy thủy điện, khi mới xây dựng đã bị thổi tung lên trời, cứ rơi xuống, thực chất là hiệu quả trong lũ của nó không rõ ràng.
Giang Đằng, một người dẫn chương trình truyền hình ở huyện La Sơn, Nhật Chiếu, Sơn Đông đã phát biểu rộng rãi trong chương trình. Tại sao nhiều đập được xây dựng nhưng lũ lụt ngày càng nghiêm trọng? Điều này là do Internet đã được cải thiện và Internet đã cho phép thông tin lũ lụt liên tục được truyền tới điện thoại di động của bạn. Nó đã tạo ra ảo tưởng rằng lũ lụt đang trở nên tồi tệ hơn. Về đập Tam Hiệp, Giang Đằng nói rằng không có viện trợ quốc gia nào cho Vũ Hán và PLA đã hình thành một vạn lý trưởng thành bằng xương bằng thịt trên bờ kè không có ống thép, bao cát và dài màu. Khả năng trữ lũ cực mạnh như đập Tam Hiệp, như mỏ kim đáy biển. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng hiện nay của Trung Quốc, báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin kém cỏi, đồng thời có vẻ như chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện trong vùng thiên tai của Quý Châu. Tờ Apple Daily của Hồng Kông dẫn lời một nhà khoa học chính trị cho biết, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và quyết định vì phải đối phó với nhiều vấn đề như dịch bệnh và quan hệ Trung-Mỹ và ông ấy đã phát triển tâm lý thoát thân khi đối mặt với mưa lũ. Hạ Minh, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học thành phố New York nói với VOA rằng các cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo và những người khác đều đã đi thị sát trong trận lụt nhưng ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện. Bởi vì ông ấy đang ở trong thời kỳ quản trị khó khăn và ông ấy đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn ở Vũ Hán. Ông ấy đã không xuất hiện trong một thời gian dài và chỉ biểu diễn sau khi dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát. Hạ Minh nói 40 năm qua về cơ bản là thuận buồm xuôi gió đối với chính phủ Trung Quốc. 5 năm trở lại đây, quốc tài, tức là tài sản của Tập Cận Bình ngày càng giảm sút. Hạ Minh cũng nói rằng một số cuộc khủng hoảng mà Trung Quốc phải đối mặt trong và ngoài nước là mang tính cấu trúc và Tập Cận Bình có làm hoặc không làm điều đó tê liệt và sợ hãi ở một mức độ nào đó. Đập Tam Hiệp biến dạng. Kính thưa quý vị, cách đây vài ngày, các bức ảnh vệ tinh của Google về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã được lan truyền trên Internet Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của con đập. Vấn đề này, các bên có phản ứng và ý kiến khác nhau. Tờ tin tức Bắc Kinh và những người khác dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng thân đập đã biến dạng, nhưng nó ở trạng thái đàn hồi. Tờ The Paper cho rằng sự biến dạng của đập Tam Hiệp là tin giả. Thời báo Hàn Cầu dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp nói rằng con đập này an toàn và đáng tin cậy trong hoạt động. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng con đập đã di chuyển theo chiều ngang nhưng nhỏ hơn 3 cm. AFP dẫn lời một kỹ sư nội bộ của dự án Tam Hiệp cho biết con đập đã gặp phải các vấn đề về chất lượng, bao gồm các vết nứt và bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Vậy việc bóp méo đập Tam Hiệp là đúng hay sai? Tại sao dự án Tam Hiệp lại gây tranh cãi như vậy? Vậy làm thế nào để nhìn thấy vấn đề biến dạng của đập Tam Hiệp được thể hiện trong bức ảnh? Hoàng Tiểu Lộ nói rằng cô đã nhìn thấy bức ảnh này nhiều lần, nhưng cô không thể rút ra kết luận một mình từ bức ảnh. Cô không tin vào những tin tức do truyền thông Trung Quốc tung ra. Hai bức ảnh này được chụp những thời điểm khác nhau, luồng không khí khác nhau và góc độ khác nhau. Không thể sử dụng các bức ảnh chụp trong 3 điều kiện khác nhau để so sánh và độ chính xác cũng khác nhau. Nhưng dù có biến dạng hay không thì sự cố đập Tam Hiệp sớm muộn sẽ xảy ra và sẽ xảy ra một thảm họa đặc biệt lớn. Vương Vệ Lạc lần đầu tiên nói quan điểm của mình về đập Tam Hiệp. Ông cho rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng không có ảnh. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực, hàng chục khối xi măng được đặt trên nền đá và dựa vào trọng lực của chính chúng để giữ cho đập ổn định nên chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng dịch chuyển. Cuộc thảo luận bắt đầu khi một người bạn Twitter tên Lãnh Sơn đăng một bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên Google. Lãnh Sơn cho biết sự biến dạng của đập Tam Hiệp sẽ là một thảm họa lớn nếu nó xảy ra. Câu đầu tiên là câu khai báo. Bà Vương Lệ Lạc cho biết ông đồng ý với câu khai báo này. Câu thứ hai là câu điều kiện xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khả thi đập Tam Hiệp. Châu Kiến Hoa nói không có hậu quả thảm khốc. Điều kiện của câu này là hầu như không có nước trong hồ chứa Tam Hiệp. Phản hồi chính thức là đây chỉ là một trạng thái co giãn, đây có phải là một lời giải thích khoa học? Hoàng Tiểu Lộ không đồng ý rằng đây là một giải thích khoa học. Thông tin cô thấy về việc phản đối việc xây đập Tam Hiệp, đặc biệt là 6 bức thư mà cha cô là Hoàng Vạn Lịch đã gửi cho ban lãnh đạo Trung ương khi sinh thời. Lý do của ông Tập là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử không thể được xây dựng lại tất cả, không phải là vấn đề thời gian hay nhà nước. Các vấn đề liên quan đến tài chính, sinh thái, môi trường, tác động kiểm soát lũ lụt, quốc phòng, chủ yếu là sự tiến hóa của lòng sông trong môi trường địa lý tự nhiên và các điều kiện khách quan về giá trị kinh tế mà không cho phép một chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ tổ chức một dự án sẽ mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân, nếu xây dựng thì cuối cùng sẽ bị nổ tung.
Vương Vệ Lạc cho biết ông không thể nói mối quan hệ trực tiếp giữa Danh Thắng và Tam Hiệp, nhưng anh giải thích theo kiểu đàn hồi do trung tâm đưa ra, Tam Hiệp không phải là một khối bê tông cốt thép mà là hàng chục vòng thép. Mối liên kết giữa các vòng thép này bị đứt, vậy biến dạng đàn hồi của các vòng thép có liên tục và không có điểm dứt. Biến dạng khối đập của đập Tam Hiệp hiện nay là biến dạng đàn hồi, nhưng biến dạng tổng thể của đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi. Vương Vệ Lạc cho biết, khi đập Tam Hiệp được thiết kế ban đầu, không nên ép bê tông cốt thép quá chặt. Họ hy vọng các khối bê tông này sẽ càng chặt hơn dưới nước. Nhưng như Wang Wali đã nói, điều kiện địa chất ở đây rất kém và San Duping là cơ sở duy nhất bằng đá granite có thể được tìm thấy ở đây. Nhưng theo quan điểm hiện tại, cơ sở cứng không có nghĩa là nhất thiết phải an toàn. Vì vậy, số liệu dịch chuyển ngang và dọc do Tam Hiệp đưa ra nhưng rò rỉ dòng nước không được công bố, thực tế là có rò rỉ nước dưới đập Tam Hiệp và nhà máy điện ở bờ phải. Dòng nước cuốn trôi vật chất khiến đập ngày càng mất ổn định. Hoàng Tiểu Lộ nói thêm rằng, tôi biết quá trình khởi động đập Tam Hiệp của Lý Duệ đề cập rằng đã có hai cuộc thảo luận đề cập trên thế giới gần đây. Một trong số đó là liệt kê 10 đập nguy hiểm nhất trên thế giới, Tam Hiệp đứng đầu. Vì vậy, việc công dân Trung Quốc nghi ngờ khi nhìn thấy ảnh trên Google là điều hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên cho người dân sống trong vùng lòng hồ và hạ lưu đập biết rằng hiểm họa đập Tam Hiệp luôn hiện hữu kể từ ngày bắt đầu xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể 600 triệu người bị ảnh hưởng, một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc. Hoàng Tiểu Lộ cho rằng việc tự lập là khả thi. Bây giờ là thời đại Internet, mặc dù mọi người không có quyền được biết, họ luôn có thể tự tin bằng cách vượt tường. Một số cư dân mạng cho rằng việc tổ chức mọi người là rất quan trọng để giúp họ. Hoàng Tiểu Lộ nói rằng cha cô luôn viết lý do phản đối đập Tam Hiệp cho các lãnh đạo của chính quyền Trung ương. Ông nói rằng một bài giảng kéo dài nửa giờ sẽ khiến họ hiểu, nhưng ông không bao giờ được trao cơ hội này. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng viết thư cho các nhà lãnh đạo hoàn toàn là một vấn đề của trò chơi con bò. Ngay cả khi hiện tại không có sự cố lớn xảy ra, thì những thay đổi sinh thái trong toàn bộ lưu vực sông Dương Tử sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành là rất nghiêm trọng. Miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt đang chờ đợi điều tồi tệ nhất. Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã không được công khai kể từ sau trận lụt, bất ngờ tuyên bố, chúng ta đã bước vào thời kỳ quan trọng để kiểm soát lũ lụt và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Ông Tập Cận Bình hôm Chủ nhật cho biết, gần đây sông Dương Tử, sông Hoài và các lưu vực khác, hồ Động Đình, hồ Bà Dương, hồ Thái Hồ và các hồ khác đã vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, hồ Bắc, hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và những nơi khác gây thương vong và thiệt hại tài sản. Kể từ đầu tháng, lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra trên sông Dương Tử, Thái Hồ và các khu vực khác ở Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy đã tăng lên đáng kể và mực nước các sông và hồ đã đạt hoặc vượt mức cảnh báo. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc họp ngắn của Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện hôm thứ Hai. Kể từ tháng trước, lũ lụt số 1 đã xảy ra ở Tây Giang và Bắc Giang của sông Châu Giang, cũng như thượng lưu sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và Thái Hồ, cùng 433 sông trên cả nước đã vượt mức cảnh báo, chiếm 96% tổng lượng trong năm nay và 422 trong tổng số 433 sông ở phía Nam. Ngoại trừ một số ít sông Hoàng Hà và các lưu vực khác, Diệp Kiến Xuân cho biết có 397 con sông vừa và nhỏ vượt quá mức cảnh báo và 100 con sông trong số đó được bảo hiểm quá mức, vượt quá mực nước đảm bảo. Tỷ lệ này rất cao. Diệp Kiến Xuân cũng đưa ra một ví dụ, sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã dâng 10m trong 8 giờ. Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong số 433 con sông vượt mức cảnh báo, có 33 con vượt kỷ lục lịch sử. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đỉnh lũ sông Dương Tử sẽ đi qua Vũ Hán, Hán Khẩu, Cửu Giang và Đại Đồng trong 2-3 ngày tới và mực nước ở các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ đạt mức cao lịch sử. Diệp Kiến Xuân nói rằng thời gian quan trọng để kiểm soát lũ lụt là từ tháng 6 đến tháng 8 và tình trạng lũ lụt ở sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ là khá nghiêm trọng. Trịnh Quốc Quang thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết lượng mưa trung bình đã đạt mức cao nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1961. Lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã đạt mức cao thứ hai trong hơn nửa thế kỷ qua. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị cuốn trôi trên khắp đất nước vào tháng trước và 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Theo thông tin được Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Mực nước Hồ Bà Dương ở Giang Tây đã tăng hơn 3m so với bình thường, lập kỷ lục lịch sử. Mức cảnh báo lũ lụt của Hồ Bà Dương đã được nâng lên mức đỏ cao nhất. Tây An ở Hồ Bắc, Cửu Giang và Nam Sương ở Giang Tây đều là những khu vực cảnh báo đỏ.
tại nhiều khu vực trọng điểm phòng chống lũ lụt, rất đông bộ đội địa phương được điều động mang bao cát ra cố kè sông. Một số lượng lớn video và hình ảnh trên Internet cho thấy nhiều thị trấn và cộng đồng đã bị thu hẹp thành trạch hương và lực lượng cứu hộ đang đẩy những chiếc thuyền bơm hơi để vận chuyển những người dân ở vùng nước sâu đến thắt lưng. Vũ Hán, nơi sinh ra đại dịch coronavirus, lại là tâm điểm của lũ lụt. Mực nước sông Dương Tử và nhiều hồ đã vượt mức cảnh báo, đe dọa nghiêm trọng đến người dân địa phương. Những ngày qua, bờ sông Vũ Hán được đặt trong tình trạng báo động cao, hàng chục nghìn cán bộ địa phương túc trực ngày đêm để quan sát diễn biến mực nước. Rất đông công nhân tăng cường đắp tường bao cát để ngăn sông Dương Tử bị vỡ. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hơn 300.000 người ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Chiết Giang và các tỉnh, thành phố khác ở Trung và Lưu sông Dương Tử, bao gồm cả lưu vực Hồ Tai Hu, đã đến thăm các tuyến kè để tiến hành kiểm tra kịp thời. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2.076 quận ở gần như toàn bộ Trung Quốc và chỉ một số khu vực chẳng hạn như Tây Tạng và Tân Cương được cứu sống. Hai ngày qua, mưa lớn liên tục xảy ra dọc sông Dương Tử ở Trung Quốc, sạt lở đất ở nhiều nơi, đường xá và đất canh tác bị biển bao phủ. Một số bờ sông đang đứng trước nguy cơ bùng phát. Tín hiệu cảnh báo lũ lụt cho 4 thành phố chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Lũ lụt đã lan đến 27 tỉnh ở Trung Quốc. Hai trong số 4 thành phố này thuộc Hồ Bắc, đó là Tây An và Kinh Châu. Hai là ở Giang Tây, đó là Nan Trang và Sang Rao. Các chuyên gia cho rằng tình hình lũ lụt hiện nay cho thấy Trung Quốc rất dễ bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt và rủi ro lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra. Có 4 mức cảnh báo nước ở Trung Quốc, từ 1 đến 4, xanh lam, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ là mức cao nhất, có nghĩa là dòng chảy đạt đến hoặc vượt quá kỷ lục lịch sử và chu kỳ quay trở lại đạt hoặc vượt quá 50 năm. Tính đến thứ 6, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 30,2 triệu người ở 27 tỉnh, trong số đó An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu. Theo CCTV, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận lũ đã khiến 22.000 ngôi nhà bị sập, 1,72 triệu người phải di dời khẩn cấp và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.667.000 ha. Hiện lũ đã làm khoảng 140 người chết và mất tích. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tình trạng nước ở lưu vực sông Dương Tử thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cảnh báo lũ lụt cho đoạn từ cảng Cheng Linh Ji ở Hồ Nam đến sông Nam Kinh, quận Hồ Động Đình, quận Hồ Phiên Dương và sông Thủy Dương, dòng chảy chính của Trung và lưu sông Dương Tử đều được nâng lên thành màu cam. Dự báo mực nước tại các khu vực này sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên, hiện đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao đến mức cảnh báo. Vào chiều thứ Năm, chính quyền địa phương đã điều động công nhân xếp các bao cát trên bờ sông Dương Tử để ngăn chúng vỡ ra. Một chiếc phà gần đó đã bị đóng cửa và các công nhân đã xây một bức tường gạch tạm bợ dọc sông với sự hỗ trợ của bao cát phía sau. Các quan chức túc trực bên bờ sông để theo dõi sự thay đổi của mực nước sông Dương Tử. Tờ Bưu điện Hoàn Nam buổi sáng cho biết, một công nhân cho biết anh ta đã làm việc trên công trường nhiều ngày để chuẩn bị cho lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Để củng cố bờ kè, một bức tường bao cát cao 2 mét đã được xây dựng dọc theo sông, ông nói. Người công nhân nói, nước dâng lên rất nhanh, hôm qua vẫn còn ở mắt cá chân mà bây giờ đã đến đầu gối. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra lệnh đóng cửa 188 bến phà và bến sông Dương Tử, đồng thời cử hơn 12.000 người tuần tra dọc sông. Cư dân địa phương đau buồn trước thảm họa đang diễn ra ở Vũ Hán. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một người dân Vũ Hán tên là Mây nói, Vũ Hán vừa thoát khỏi đợt đại dịch virus mới và lại hứng chịu lũ lụt. Đó là một năm thiên tai. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua thảm họa lần này. Chuyên gia đánh giá thiệt hại kinh tế do khí hậu nóng lên đối với Trung Quốc đang tăng lên qua từng năm. Trung Quốc phàn nàn rằng thời tiết bất thường bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân trực tiếp gây ra lũ lụt, sau đó có những thay đổi dài hạn về mô hình khí hậu khiến Trung Quốc sẽ bị lũ lụt hơn. Dữ liệu chính thức từ Trung Quốc cho thấy lượng mưa trong tháng 6 cao 13,5% so với mức trung bình của gió mùa. Kể từ năm 1961, các trận mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng 20%. Lưu Tuấn Diên, một nhà hoạt động của tổ chức môi trường Greenpeace, cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trùng khớp với những cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Reuters dẫn lời ông Lưu Tuấn Diên cho biết, trong những thập kỷ gần đây, chúng tôi đã chứng kiến lượng mưa gia tăng lớn ở nhiều vùng của Trung Quốc, kết quả là lũ lụt.
Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Nam Kinh, thiệt hại kinh tế đối với Trung Quốc do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã lên tới 25,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2006 đến năm 2018, nhiều hơn 1/3 so với mức trung bình từ năm 1984 đến năm 2018. Họ ước tính rằng cứ nhiệt độ tăng 0,5 độ sẽ làm tăng thiệt hại do lũ lụt hàng năm lên 60 tỷ đô la Mỹ. Mỗi khi lũ lên đến đỉnh điểm vào mùa hè, nguy cơ lũ lụt của đập Tam Hiệp là chủ đề nóng của người dân Trung Quốc. Tình hình phòng chống lũ lụt ở miền Nam năm nay rất khắc nghiệt. Hiện tại, mực nước tại khu vực hồ Tam Hiệp gần 147 mét, vượt ngưỡng phòng chống lũ gần 2 mét. Những tin đồn như đập biến dạng, các cuộc sơ tán bên dưới Nghi Sương và Thượng Hải sẽ trở thành biệt cả lan nhanh như cháy rừng. Một số phương tiện truyền thông nhà nước gần đây đã dẫn lời các chuyên gia bảo tồn nước để bác bỏ tin đồn, nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký lệnh bảo vệ Tam Hiệp một lần nữa cách đây một tuần, nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn của dự án bảo vệ nước Tam Hiệp. Tin đồn về sự cố vỡ mặt đê Tam Hiệp năm nào cũng vậy, hiểm họa năm nay khác những năm trước như thế nào? Đập Tam Hiệp có phải là một công trình vô giá trị? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đúc thanh kiếm Damocles của chính mình? Nói về áp lực đối với đập Tam Hiệp năm nay, Hoàng Tiểu Lộ, người đứng đầu Quỹ Nghiên cứu Hoàng Vạn Lý cho rằng nếu lũ phương Nam là thiên nga đen thì áp lực kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp là một tê giác xám, có thể mang đến ngày tận thế. Hoàng Tiểu Lộ đã dẫn lời cha mình là Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia kỹ thuật thủy lực nổi tiếng ở Trung Quốc, trong bài báo về tính khả thi của xây dựng con đập cao ở Tam Hiệp sông Dương Tử được xuất bản vào tháng 1 năm 1986 để phân tích những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau đập Tam Hiệp. Ông nói, nếu đập Tam Hiệp được xây dựng và chứa đầy nước, mực nước của đoạn trùng khánh của sông Dương Tử sẽ trở nên rất bằng phẳng và các lòng sông sỏi di chuyển vào Dương Tử từ thượng nguồn sông Kim Sa và lưu vực sông Tứ Xuyên sẽ hình thành các bãi đá ngầm dưới nước. Đồng thời, lượng phù sa lơ lửng sẽ tích tụ nhiều hơn trong nước, kết quả là nó sẽ không chỉ chặn cảng trùng khánh và cắt đứt đường thủy mà còn nâng cao mực nước khi lũ đến an toàn. Hậu quả có thể gấp 10 lần thảm họa thảm khốc do lũ lụt sông Hàn ở An Cương, Thiểm Tây vào cuối tháng 7 năm 1983. Mực nước cao 147 mét không phải là vấn đề đối với Tam Hiệp và CCTV đã cố tình đưa tin để gây hoảng sợ. Về báo cáo mới đây của kênh tài chính CCTV rằng mực nước ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 2 mét. Học giả môi trường người Đức Hoàng Vạn Lý cho rằng điều này đang gửi một thông điệp sai lầm đến người dân cả nước. Hoàng Vạn Lý đã xem xét ngắn gọn một số dữ liệu kỹ thuật của đập Tam Hiệp. Thân đập là 185 mét, mực nước bình thường là 175 mét và mực nước giới hạn kiểm soát lũ là 145 mét. Khoảng trống từ 145 đến 175 mét được xác định là dung tích lưu trữ kiểm soát lũ với tổng cộng 22,15 tỷ mét khối. CCTV đưa tin rằng mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 144,99 mét, tức là 145 mét và đạt đến mực nước giới hạn kiểm soát lũ lụt trước 2 ngày so với kế hoạch. Nếu dự án Tam Hiệp đóng vai trò kiểm soát lũ lụt, nó phải được lưu trữ từ 145 mét đến 175 mét, nhưng nó chưa bao giờ được lưu trữ cao như vậy, thường từ 145 mét đến 156 mét mỗi năm. Theo nguồn nước cụ thể, điều kiện điều chỉnh mực nước trong khoảng thời gian này, 147 mét hoàn toàn không phải là một vấn đề đối với hồ chứa Tam Hiệp. Không biết tại sao CCTV lại phát đi tin tức này, lại có rất nhiều người dẫn lại, khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Tôi không biết mục đích của việc này là gì.